các bạn đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Và trước khi bắt đầu với bản tin chính ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Huấn luyện viên Benji Won, ông Park hưởng lợi lớn nhờ Cao Văn Triển HLV Nguyễn Won cho rằng việc các cầu thủ Việt Nam liên tục có cơ hội ra nước ngoài thi đấu là tín hiệu vô cùng tích cực với cả nền bóng đá nước nhà. Mới đây xuất hiện thông tin về việc Tiền Đạo Danh Chung và Cao Văn Triển được cho là sẽ có cơ hội thử sức ở giải J League 2. Cụ thể hơn là câu lạc bộ Sài Gòn còn đưa ra thông báo rằng sẽ cho tiền vệ Cao Văn Triển sang Nhật Bản thi đấu cho FC Ryukyu tại J League 2. Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn xác nhận, dự kiến đầu tháng 7 tới Cao Văn Triển sẽ sang FC Ryukyu Chúng tôi sẽ bố trí một đội ngũ gồm các chuyên gia Nhật Bản để hỗ trợ cậu ấy về chương trình tập luyện, ngôn ngữ để có thể thích ứng nhanh nhất với Jilic. Về phần danh chung, hiện tại phía câu lạc bộ Việt theo vẫn chưa chắc chắn về trường hợp xuất ngoại của cầu thủ này. Tuy nhiên rất có thể là tiền đạo người Huế sẽ tiếp bước cao văn triển sang Ryukyu để chơi bóng. Chia sẻ với chúng tôi về sự kiện trên, cựu huấn luyện viên thể lực đội tuyển quốc gia Việt Nam BG Won đã rất thẳng thắn cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ này phát triển bản thân. Bên cạnh đó, ông cho rằng điều này sẽ rất tốt cho những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Bae won nói với chúng tôi, đây là một sự kiện quá tốt cho cả nền bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ của Việt Nam đã dần dần quen và biết đến ước mơ xuất ngoại. Đây là tín hiệu cực tốt cho bóng đá Việt Nam trong cả tương lai gần lẫn trong cả sau này. Bởi vì việc các cầu thủ này sang Nhật Bản sẽ giúp họ có thêm nhiều bài học bổ sung năng lực cho bản thân mình từ những tinh hoa ở J-League. Chính điều này sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo hưởng lợi khi có thêm những quân bài chất lượng trong thời gian tới. Nhìn xa hơn, các cầu thủ được xuất ngoại hiện tại sẽ là thế hệ tiên phong cho các cầu thủ ở thế hệ sau trong việc ra nước ngoài thi đấu. Các cầu thủ sau này sẽ tự tin hơn, đỡ lo lắng hơn. Đây là hướng đi mà Hàn Quốc hay Nhật Bản đã từng làm. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có cơ hội được phát triển nền bóng đá trong tương lai. Huấn luyện viên Park sẽ loại Văn Lâm ở trận gặp Indonesia. Do thời gian tập trung và lịch di chuyển gấp gáp, thủ môn Đặng Văn Lâm khó có thể có được thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia vào tháng 6 tới. Thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn đang ở Thái Lan để chờ được nhập cảnh vào Nhật Bản. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cầu thủ 28 tuổi sẽ mất ít nhất là 2 đến 3 trận đầu tiên cùng đội bóng mới. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lớn với Cerezo Osaka bởi họ vẫn còn hai thủ môn kỳ cựu là Kenya Masui và Kim jin Hyon. Đặng Văn Lâm cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu tại nước ngoài vào lúc này nhưng đây lại là một bất lợi với chính cá nhân Văn Lâm và đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu tại J-League 1, giải đấu sẽ kéo dài đến tận ngày 30 tháng 5. Nhiều khả năng Văn Lâm chỉ có thể tập trung cùng đội tuyển từ đầu tháng 6 thay vì sớm hơn như các đồng đội. Như vậy, thủ môn sinh năm 1993 chỉ có khoảng một tuần để tập luyện và nghỉ ngơi trước khi đối đầu với Indonesia vào ngày 7 tháng 6. Một điều đáng lo ngại hơn đó là việc Văn Lâm chưa chắc chắn sẽ được ra sân tại J-League 1, cộng với thời gian nghỉ từ khi chia tay Muang Thông United thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam đã rời xa sân cỏ một khoảng thời gian khá lâu. Phong độ và cảm giác bóng của Văn Lâm khó tránh khỏi sự ảnh hưởng. Không loại trừ khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn một thủ môn khác trong trận đấu gặp Indonesia và cho Đặng Văn Lâm thêm thời gian nghỉ ngơi. Vị trí của Văn Lâm rất quan trọng nhưng không hẳn là không thể thay thế. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn trong tay những cái tên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ như là Tấn Trường hay là Tuấn Mạnh. Danh chung khó tham dự SEA Games 31 cùng U22 Việt Nam Việc được thi đấu ở SEA Games 31 trên sân nhà càng trở nên khó khăn hơn với Trần Danh Trung nếu cầu thủ sinh năm 2000 này sang Nhật Bản thi đấu. Sáng ngày 24 tháng 2, có nhiều thông tin cho rằng câu lạc bộ Sài Gòn đã thống nhất cùng câu lạc bộ Việt theo để cho hai cầu thủ là Cao Văn Triển và Trần Danh Trung sang Nhật Bản chơi bóng ở J League 2 trong màu áo đội bóng Ryukyu. Tuy nhiên, ngay sau đó bên phía Việt theo, cụ thể là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã lên tiếng phủ nhận chuyện cầu thủ trẻ Danh Trung sẽ sang Nhật. Đến hiện tại thì vẫn chưa có quyết định chính thức nào được thông qua. Trong trường hợp danh chung thật sự cùng Cao Văn Triển sang Nhật Bản thi đấu, thì cầu thủ gốc Huế này khó lòng có thể tham dự SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm nay. Ngày dự kiến sang xứ sở Hoa Anh Đào của các cầu thủ Việt Nam sẽ là khoảng thời gian đầu tháng 7. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa hề có bất kỳ thông tin nào cho rằng FC Ryukyu sẽ cho tiền đạo này trở về Việt Nam vào giai đoạn này, khi mà G-League 2 sẽ chỉ kết thúc vào ngày 5 tháng 12, trong khi đó SEA Games lại diễn ra từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Việc không thể tham dự SEA Games sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho Trần Danh Trung. Tuy nhiên, việc được thi đấu ở một môi trường bóng đá đỉnh cao như J League 2 sẽ là những trải nghiệm quý giá mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn có được. Ở đợt tập trung U22 Việt Nam hồi tháng 11 vừa qua, Trần Danh Trung cũng có tên trong danh sách triệu tập với đồng đội ở câu lạc bộ Việt theo là Nhâm Mạnh Dũng. Danh Trung cũng là trụ cột trong màu áo U21 Viettel, đã cùng với huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh bước lên ngôi vô địch U21 quốc gia 2020 vô cùng thuyết phục. Đi tìm giải pháp tối ưu cho tuyển Việt Nam Vì thể thức và thời gian thi đấu các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được thay đổi. Cho phù hợp với thực tiễn khách quan nên VFF và huấn luyện viên Park Hang Seo cũng phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Tại sao lại là 3 tuần? Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho hay, sau khi cách ly 2 tuần, ông Park đã bày tỏ nguyện vọng thay vì tập trung ngắn ngày, Ông muốn đội tuyển tập trung trong khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho đợt thi đấu vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6. Tuy nhiên, đội tuyển sẽ hội quân vào thời điểm nào thì VFF và ông Park chưa bàn cụ thể mà phải đợi đến ngày 3 tháng 3 vì hiện ông Park đang tiếp tục theo dõi y tế trong 2 tuần tại nhà riêng. Sẽ có người thắc mắc là tại sao ông Park lại đưa ra quỹ thời gian chuẩn bị là 3 tuần? Có lý do cả. Trong 3 năm dẫn dắt, ông Park đã trải qua 9 giải đấu tập trung. Ngoại trừ vòng chung kết U23 châu Á 2020 không thành công như mong đợi, Do thời gian trước giải khá cập dập, tám giải đấu còn lại, ông Park đều giúp đội U22, U23 hoặc là tuyển Việt Nam hoàn thành chiến tích một cách ấn tượng. Và điểm chung trong quá trình chuẩn bị hầu hết các giải đấu này là đội Việt Nam luôn có ít nhất 3 tuần tập trung, vì theo ông Park đây là khoảng thời gian phù hợp để các cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt, đạt được điểm rơi phong độ. Điển hình như là Asian Cup năm 2019, đội tuyển có 3 tuần chuẩn bị để rồi sau đó lọt vào đến tứ kết, hay như là SEA Games 30 năm 2019 sau 8 đợt tập trung ngắn ngày, U22 cộng 2 cũng hội quân từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 để rèn quân trước khi đại hội khởi tranh. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, hiện là biên tập viên của Bóng đá TV nói: "Vòng loại World Cup bảng G khu vực châu Á lúc này có thể coi là một giải đấu mini với 5 đội tham dự. Chúng ta sẽ thi đấu vào các ngày mùng 7, 11 tháng 6 và 15 tháng 6, 4 ngày một trận và trong vòng 12 ngày. Đòi hỏi cường độ thể lực phải cao hơn so với chỉ thi đấu một trận." Việc tính toán chiến thuật khi thi đấu tập trung cũng rất khác so với thi đấu đơn lẻ từng trận. Sau mỗi trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ có đủ thời gian tập hồi phục, rút kinh nghiệm, phân tích băng hình và lên chiến thuật cho trận đấu kế tiếp. Sự chuẩn bị chung về tư duy chiến thuật, nền tảng thể lực được dồn vào quãng thời gian trước giải mà tốt nhất là trong khoảng từ 3 đến 4 tuần. Thực tế đã chứng minh ở SEA Games hay là AFF Cup, đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt trong khoảng 3 tuần và hiệu quả cao là điều ai cũng nhìn thấy. Thi đấu tập trung, kết quả trận trước có tác động tâm lý rất lớn đến trận sau, kể cả thắng, và huấn luyện viên trưởng phải giải quyết rất tốt bài toán tâm lý, mà đây lại là điểm rất mạnh của thầy Park. Bài toán khó của VFF và ông Park Trở lại với cuộc họp sắp diễn ra vào ngày 3 tháng 3 giữa VFF và ông Park, mà theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, một trong những nội dung quan trọng nhất về bàn thời gian tập trung. Dựa trên đề xuất sơ bộ của ông Park, VFF dự tính sẽ triệu tập đội tuyển vào ngày 23 hoặc là 24 tháng 4 hoặc là sớm hơn ít ngày, chứ không phải là 22 tháng 5 như kế hoạch trước đây. Nhưng cái khó là nếu tập trung vào thời điểm này, đội tuyển không chỉ thiếu vắng các cầu thủ Việt theo, bận thi đấu AFC Champions League tại Thái Lan, mà còn có thể không có mặt các cầu thủ của các đội khác thuộc V-League như là Hoàng Anh Gia Lai vì vướng cúp quốc gia. Giải đấu này khởi tranh ngày 23-24 tháng 4 và các đội như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Viettel hay Nam Định được miễn vòng loại nhưng mà sẽ thi đấu vòng 1/8 vào ngày 27 28 tháng 4. Vậy quân số đội tuyển sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Ông Lê Hoài Anh nói, do đó mới phải bàn kỹ với ông Park, chúng tôi vẫn muốn đội tuyển được tập trung sớm chứ nếu đợi đến trung tuần tháng 5 thì rất muộn. Cứ tiến hành song song cả giải quốc nội và đợt tập trung của đội tuyển, chúng tôi sẽ thảo luận kỹ để tìm ra phương án tối ưu cũng không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện di chuyển sớm tới địa điểm đăng cai để làm quen với điều kiện thi đấu, có thể là UAE hay là Thái Lan. Rất có thể là VFF sẽ đề xuất để đội tuyển có được ít nhất một trận giao hữu với một đội V-League hay hạng nhất, nếu điều kiện thực tế cho phép. Danh sách đội tuyển lần này có thể vào khoảng 35 người. Theo bình luận của cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, có thể ông Park sẽ gọi 3 phần tư lực lượng cũ và 1 phần tư là mới. Nhưng khi nào thực chiến, rất khó đòi hỏi ông Park sử dụng nhân tố mới, trừ phi nhân tố mới đó đặc biệt xuất sắc. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay của bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.